Xin chào quý vị và các bạn. Tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam đã kéo dài trong thời gian vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường nhật cũng như các hoạt động sản xuất của người dân. Tuy nhiên, một tin vui cho người dân nơi đây là những cơn mưa dông đã xuất hiện trở lại trong 1 đến 2 ngày vừa qua và sẽ còn tiếp diễn trong hôm nay. Nguyên nhân của đợt mưa trái mùa ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Trung Trung Bộ. Mưa sẽ tập trung nhiều vào thời gian chiều tối và trong cơn dông thì có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá nên người dân cần chú ý đảm bảo an toàn. Còn trong ngày, hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng nhưng cường độ nắng thì có phần bớt gay gắt hơn nên nhiệt độ trên toàn khu vực thì có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, một vài nơi là trên 35 độ. Là nơi có rãnh áp thấp đi qua nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận cũng có mưa rào và dông gia tăng trong ngày và đêm nay. Và cũng như các tỉnh phía Nam, thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Mặc dù mưa xuống mang lại nguồn nước ngọt quý báu cho nơi đây, nhưng người dân thì cũng cần đề phòng các cơn dông có thể xảy ra, gây ra tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn trong ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, dao động từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Riêng khu vực Nam Trung Bộ thì nhiệt độ là từ 32 đến 33 độ, một vài nơi xấp xỉ 34 độ. Trong khi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tăng mưa thì tại các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời chỉ duy trì nhiều mây nhưng mưa rào và dông thì ít có khả năng xảy ra. Nhiệt độ cao nhất ngày có xu hướng tăng nhẹ so với 2 ngày qua, phổ biến ở mức 23 đến 26 độ, còn về đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ dưới mức 20 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, sau những ngày mưa rét với nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ thì đến hôm nay tiết trời đã tạnh ráo hơn và nhiệt độ thì có xu hướng tăng chậm dần. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay sẽ đạt từ 22 đến 25 độ, có nơi thì trên 25 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tiếp theo, nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ sẽ tiếp tục có xu hướng tăng, trong đó khu vực Tây Bắc thì sẽ có những điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và con ngư dân, không khí lạnh suy yếu nên gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và phần Bắc Biển Đông sẽ giảm dần. Thịnh hành gió có cường độ trung bình mức cấp 4, cấp 5. Mưa chủ yếu xuất hiện rải rác và có nơi thì có dông tại Đông Bắc, Bắc Biển Đông. Các nơi khác trên Biển Đông phổ biến ít mưa, gió yếu, thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Như vậy, trong hôm nay, tại các tỉnh miền Bắc, mưa sẽ giảm nhanh và nhiệt độ thì có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gia tăng những cơn mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều tối, phần nào cải thiện tình trạng hạn hán đang diễn ra gay gắt tại đây. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh tăng cường đợt trước vừa suy yếu thì sẽ lại có đợt không khí lạnh tăng cường trở lại vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4 và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực biên giới vùng núi phía Bắc, sau đó thì sẽ lan xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Tây Bắc Bộ, nên thời tiết trên toàn khu vực chuyển nhiều mây và mưa tăng dần ở diện rải rác. Riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Do đợt không khí lạnh tăng cường lần này thì có cường độ không quá mạnh nên chỉ làm cho nhiệt độ giảm không nhiều, khoảng 3 đến 4 độ, trời lạnh. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi phía Nam khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông di chuyển vào đất liền gây mưa tương đối nhiều trên toàn bộ khu vực. Những cơn mưa thì cũng kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên quý vị cần chú ý. Càng về phía Nam, đèo Hải Vân càng ít chịu tác động trực tiếp bởi khối không khí lạnh tăng cường nên khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên sẽ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên, trong cơn dông, người dân cũng cần đề phòng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với khu vực Phú Yên, thời tiết khá ổn định, mây thay đổi, ngày nắng nhưng cường độ nắng thì không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 32 đến 33 độ. Chiều tối có mưa rào nhẹ với lượng không lớn, thời gian mưa ngắn, tuy nhiên cần đề phòng mưa dông kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Thưa quý vị, nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 22 km về phía Bắc, đầm Ô Loan là một đầm nước lợ nằm sát biển với vẻ đẹp mộc mạc yên bình, là điểm đến thú vị cho nhiều du khách khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đã qua đi. Nhất là khi bình minh vừa ló dạng hay là những tia nắng của hoàng hôn buông xuống, cả khung cảnh như được nhuộm lên một màu rực rỡ. Đây cũng là thời điểm mà bà con ngư dân tất bật cho một ngày làm việc mới hay là trở về với những sản vật thu hoạch được sau một ngày lao động miệt mài
khiến cho cảnh quan càng thêm phần sinh động. Ngoài cảnh đẹp, nơi đây còn nổi tiếng với những món hải sản tươi ngon, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ hàu hay là cháo hàu hay là hàu nướng mỡ hành. Ngoài ra thì món sò huyết cũng được xem là một trong những món ăn nổi tiếng mà bất kỳ ai có dịp đặt chân đến đây cũng không nên bỏ qua. Đến với khu vực các tỉnh phía Nam của Trung Bộ từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết vẫn duy trì ổn định với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực hầu như không vượt quá 33 độ. Sự tăng cường về phía Nam của khối không khí lạnh phần nào nén vùng áp thấp nóng phía Tây, làm cho cường độ suy yếu, nên nắng nóng tại Tây Nguyên sẽ thu hẹp về diện tích và cường độ khi nhiệt độ cao nhất ngày hầu như không vượt quá 35 độ. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, với sự hình thành vùng nhiễu động nên về chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong 3 ngày tới, khu vực các tỉnh Nam Bộ ở phía Nam vùng áp thấp nóng có cường độ suy yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa xuất hiện vào chiều tối ở diện tương đối nhiều, đặc biệt là khu vực phía Bắc, miền Đông và khu vực biên giới Tây Nam như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long có mưa vừa và dông. Trong cơn dông thì cũng cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, ban đêm ít mưa. Ban ngày có nắng ráo, nắng nóng thu hẹp lại chỉ còn tập trung tại khu vực các tỉnh miền Đông, nhưng mà cường độ thì cũng giảm dần với nhiệt độ cao nhất ngày hầu như không vượt quá 35 độ. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước.